Chà chà, Có phải ông Sanh là phụ tá của Trạng Sư Sương không em Lượng? phải đa. Bữa nay ông Sương ra tòa, chắc phải có ông Sanh rồi. Chà, ông này gan dữ. Giấu con của em đi đâu mà dám ra tòa? Có tính ra tòa gặp ổng không? Gặp chứ. Nại của ổng được đồng nào thì hay đồng đó. Thầy có đi với em không? Để qua vô mặc cái áo khoác, rồi mình cùng đi. Theo cáo trạng của quan biện lý, thì anh Mẹo đây phạm tội vô cớ xông vào nhà đánh người. Nhưng theo tôi tìm hiểu, việc anh Mẹo đánh ông Phùng không phải là vô cớ. Đúng rồi. Thưa quan chánh án, thưa quý bồi thẩm, tại sao tôi quả quyết anh Mẹo không vô cớ đánh ông Phùng, trong khi người làm của ông Phùng là bà Chu, lão Ngọ đều làm chứng là anh Mẹo tông cửa vô nhà đánh ông Phùng. Quả là tôi tự đưa mình vào lối cục. Dữ không? Khi trong Biết tay không có vậy chứng sao còn cứ lãnh cãi? để minh oan cho anh Mẹo. Em cứ rục rịch hoài à, để coi anh cãi ra làm sao. Thưa quan chánh án, tôi muốn mời nhân chứng mới. Tôi muốn ông Phùng nhận diện người giùm tôi. Cũng biết kiếm nhân chứng hen. Người ta là trạng sư mà. Mày phản tao? Người mới vô là ai? Dạ thưa, con tên là Phan Nhân Mến, là người làm của ông Phùng ạ. Có phải Phan Nhân Mến làm trong nhà ông Phùng không? Phan Nhân Mến muốn làm chứng gì? Thưa chánh án, tôi chỉ muốn hỏi diễn tiến của việc anh Mẹo đánh ông Phùng. Lúc đó, ngoài hai người này ra, thì còn có Phan Văn Mến ở đó không? Dạ. Lúc đó, cậu đứng đâu? Dạ, lúc đó con đang lao đằng sau cái tủ thờ. Cậu thấy gì? Lúc đầu thì con không có nghe gì hết á. Con chỉ nghe tiếng của người đàn bà nói chuyện với ông chủ của con thôi. Đó, chắc luôn. Họ nói gì với nhau? Dạ, người đàn bà nói. Ông làm cái gì vậy? Cho quá muốn gì đâu, chịu im. Buông ra. Buông ra. Buông tôi ra. Quá. Buông ra. Chị quá. Buông ra. Cảm ơn anh Mến đã kể lại đầu đuôi sự việc. Trạng sư bên Nguyên còn hỏi gì nữa không? Dạ thưa chánh án, có. Được. Nhân chứng. Dạ. Trả lời thật thà, không được thêm thắt gì nghe không? Dạ. Anh Mến, theo chỗ tôi biết, cách đây 3 ngày, anh phạm lỗi nên bị ông Phùng phạt trừ lương, có đúng không? Dạ đúng. Có phải vì cái chuyện anh tức ông Phùng phạt trừ lương anh mà anh cho lời khai giả, có đúng không? Anh nói anh chứng kiến ông Phùng làm bậy với cô Ba Hương nào đó.
là để trả hận đúng không? Anh Mến, anh biết cho lời khai giả là phạm tội gì không? Phản đối trạng sư Minh Nguyên, hù dọa nhân chứng. Nhân chứng của ông đưa ra lời khai giả thì ông cũng có phần trách nhiệm lớn đó. Trật tự, phản đối được chấp nhận, ông nên hỏi đàng hoàng, không nên dọa nạt nhân chứng. Nhân chứng tiếp tục trả lời. Số tiền mà anh phải đền cho ông Phùng lên tới 400 đồng, có đúng không? Dạ không phải. Tại sao không phải? Tổng cộng bây giờ con nợ ông chủ tất cả là 700, 4 cắt và 10 xu ạ. Con làm bể cái ly cái chén hay làm ố quần áo, ông chủ đều bắt con phải đền tiền hết. Hôm bữa cậu hai về lấy cái bộ lư, ông chủ còn bắt con phải đền tới 400 đồng á. Sao chuyện này ông không nói tôi biết để thành ra cớ sự như vậy? Mình vô trong hay ở đây chờ? Đứng ngoài này đi. Mình qua kia uống nước, chờ tòa tay. Trạng sư Sương còn tranh biện gì nữa không? Thưa không. Vậy tòa tạm nghỉ 15 phút. Hôm nay coi bộ ông dạng lúng túng đó anh. Y luôn giở mánh vào phút cuối. Nhưng lần này coi như y thua anh cái chắc rồi. Tôi thì cũng trầy di tróc dậy di nhiều lần mới khôn ra được. Khi nãy ngó sắc mặt y, thấy y ngơ ngác. Có lẽ tại y không nghĩ là tôi xem trọng vụ án này. À, mà gia đình của anh ổn định chưa? Dạ, cũng tạm ổn. Anh đừng quá lo buồn. Coi như là hết duyên nợ. Chỉ tội mấy đứa nhỏ, nó cứ nhớ mẹ khóc hoài. Nếu anh không cương quyết, tôi e còn khổ dài dài. Anh có gì cần cứ nói với tôi, đừng có ngại nghe. Dạ, tôi biết rồi. Đi thôi. Dạ. Đây là dịp tranh biện cuối cùng. Hai ông còn nhân chứng nào nữa không? Thưa chánh án, không. Tôi còn một nhân chứng nữa. Cho mời cô Ba Hường. Cô có thể nói họ tên cô, quan hệ của cô với anh Mèo và ông Phùng. Dạ, tôi tên là Lưu Thị Thanh Hường. Tôi ở cùng xóm với anh Mèo. Còn ông Phùng đây... Trời đất, thiệt
là khách làng chơi, thường hay qua lại với tôi. Sau bữa nay em phá nguyên tắc của em. Nguyên tắc gì? Trong 3 tháng không quay lại chỗ cũ. Em nhớ qua phải không? Ông thôi đi. Ông làm cái gì vậy? Thì làm như mỗi lần, như mình từng làm đó. Em còn giả ngây nữa. Tôi nói ngoài cửa với ông là tôi tới để bàn công chuyện. Ông có lỗ tai không? Qua với em có gì mà bàn, mà chuyện gió trăng. Ông thôi đi. Ông mà nói nữa tôi đi về đó. Thôi, em nói đi. Qua nghe. Kẹt tiền muốn bụng qua phải không? Không có kẹt gì hết. Tôi muốn mua lại chiếc xe kéo của anh Mẹo. Sao tự nhiên mua chiếc xe đó? Thì mua cho anh Mẹo. Cái gì? Em thương đó à? Bộ ở đời giúp ai là phải thương người đó sao? Nó là người dưng. Mắc gì em phải làm vậy? Đó là chuyện của tôi. Ông có bán không? Không bán, tôi kiếm chỗ khác mà mua. Thiếu gì người để giúp, sao lại đi giúp thằng đó? Gian ca hoài. Nói phức, có bán hay là không đi? Bán thì cũng được, nhưng em phải chiều quá. Công nhận mà nhất có nhiếp tụi nặng tạo. Chứ không bây giờ ít ra phải vậy chứ. Lúc nãy ngó thấy ông Giảng, ông trợn tròn mắt. Ngó cô ba, tôi thiệt là khoái luôn. Chẳng đành được, tôi mới phải đem cô ba ra làm chứng. Chờ tôi thấy ai nái lắm. Khi nãy tôi có mời cổ đi uống nước cam, nhưng mà cổ cáo mệt. À, mà anh có biết cổ đang ở đâu không? Cổ hiện đang ở nhà người quen của tôi. Thưa thầy. Cô ba thư gửi làm chi? Tôi ngại lắm. Tôi chỉ cần cô ba nói chuyện kiểu bạn bè cho tự nhiên. Không thưa, không được. Thầy vừa là người của công quyền, lại vừa là người ơn. Làm sao tôi dám nói năng sổ sàng với thầy? Người của công quyền là đúng, nhưng mà người chịu ơn thì không phải là tôi đâu cô ba. Thầy còn ngại lẽ gì mà không nhận. Đêm đó thầy không cứu tôi thì tôi đã bị quân lưu manh nó bóp cổ, thả trôi sông rồi. Nhưng mà suy đoán ra mọi chuyện và biểu tôi đi cứu cô là Trạng Sư Sương. Dạ, tôi nghe cách thầy nói thì hình như thầy với ông Sương là chỗ thân tình. Cũng thân. Tôi là con nuôi của cha má ảnh. Dừng dừng. Cha má của Trạng Sư Sương thiệt là phước đức. Thầy không phải là bà con, mà thương thầy như con ruột. Chuyện này
Hiếm lắm đa. Mà tại sao thầy lại thành con nuôi trong nhà? Hồi đầu, cha tôi là người gia dịch trong nhà cha má anh Sương. Má anh Sương sanh nảnh ra mà khó nuôi quá, nên cậy má tôi nuôi giùm. Rồi cha tôi bệnh nặng qua đời. Cha má anh Sương không cho má tôi về quê, mà giữ lại trong nhà để phụ hợp công việc. Cô ba coi đó, tôi là thân phận gia dịch mà được anh Sương thương mến, cha mẹ anh Sương quý trọng, rồi nhận tôi làm con nuôi trong nhà. Gặm ra, trong xã hội, cái sự đổi đời của con người ta cũng không phải là điều khó xảy ra. Phải không cô ba? Cảm ơn thầy đã thương hại mà an ủi cho tôi. Em Hồng ơi, Hồng ba, Hồng. Dạ. Hồng ơi, em đương giặt đồ. Có gì không anh? Em còn tiền không? Tiền riêng em không có. Em chỉ còn tiền chợ cha đưa tháng này à. Vậy hả? Vậy em cho anh mượn đỡ 100. Anh mua vé xe về Vĩnh Long. Sao tự nhiên anh lại về Vĩnh Long? Ông già kêu về gấp để lo việc nhà. Anh tính đi bao lâu? Anh cũng chưa biết nữa. Chắc phải 3 tháng hay là nửa năm. Anh Hoàng. Ủa, chị Cúc, chị tới hồi nào vậy? Tôi tới nãy giờ rồi. Tuần trước anh đi Vĩnh Long rồi mà. Sao anh còn ở đây? Anh tính lấy tiền chỗ Hồng xong, anh sẽ qua từ giả em. Thôi, chị với anh Hoàng ở đây nói chuyện nha. Em đi xuống đằng sau giặt đồ cho xong. Anh Hoàng. Hả? Em cho anh mượn 20 đồng thôi. Chứ nhiều hơn em không dám đâu. Bao nhiêu cũng được. Em uống nước đi. Em đến tìm Hồng có chuyện gì sao? Em tới hỏi coi anh về quê lên hay chưa. Thì ra anh chưa có về. Em còn tính hỏi Hồng coi nhà anh ở đâu. Kiếm nhà anh chi vậy? Em tới coi anh đang ở với ai. Anh ở có một mình mà. Tối hôm qua anh có đi coi hát không? Ừ.
Chết cha, vậy là nó thấy mình ở trạm rồi. À, có, anh có đi coi hát. Ngạc là có bà chị cứ đi theo hỏi tuồng tích hoài, nên anh lo trả lời không có thấy nữa. Chị anh? Ừ, bà chị đồng nghiệp trong sở làm. Em không về, anh nói xạo với em. Ờ, đâu có. Chị, mà em nghe anh kêu bả bằng em, anh xin qua. Chị gì kỳ vậy? Nó nghe hết chuyện của mình với bà Lâm rồi. Mình mà không kiếm cớ khác, nó làm lớn chuyện thì khó mà đi được. Anh cư xử lạ lùng quá, em không hiểu gì hết. Hôm trước anh hứa gì với em, anh quên rồi sao? Thôi, anh không dám giấu em nữa. Có chuyện gì á, anh nói hết đi. Anh thú thiệt. Anh thiếu nợ người đàn bà đó. Anh thiếu nợ? Anh ăn xài gì mà tới thiếu nợ? Anh lỡ một lần nghe lời bạn bè chơi bài bạc mà bị gian lận, nên nợ người ta mấy ngàn đồng. Ờ, mấy ngàn đồng? Ừ, bà đó là chủ nợ. Bà hầm chém anh nếu nội trong tuần này không trả hết nợ cho bà. Anh thiệt xấu hổ quá. Có bà chủ tiệm cầm đồ ở Mỹ Tho hứa trả nợ cho anh, bù lại anh phải cưới con gái bà. Anh tính chết cho xong, nhưng mà ngặt gì, anh thương em quá, bỏ em mà ra đi. Anh nè, mang tội với tình cảm của em. Anh hết cách rồi em ơi. Điều kiện gì mà ác nhân dữ vậy? Rồi anh tính cưới con gái bà đó thiệt sao? Chứ không có tiền thì anh biết làm sao? Của cả anh không có để bán mà trả nợ. Cha má anh thì xin nửa cắt cũng không cho. Đừng nói là mấy ngàn. Anh tính không về Vĩnh Long được thì anh trốn qua Bình Đông. Thì anh khất chủ nợ đi. Khất tới thứ hai tuần sau được không? Khất sớm hay trễ thì anh cũng đâu có tiền mà trả. Em có. Tối thứ hai tuần sau á, mình gặp nhau ở rạp hát. Có tiền hay không, em cũng báo cho anh biết mà liệu. Em mới thi xong, có làm gì đâu mà có tiền.
Em sắp đi làm. Em đi làm... Mà làm gì? Người ta mở nhật báo cho em làm chủ bút. Sao em không nói cho anh biết? Hôm bữa em tính nói, mà bộ dạng anh thấy ghét, cho nên em không nói. Anh làm gì phật ý em sao? Thì lắm la lắm lét úp mở. Anh nói thiệt, bữa đó anh trốn vào chủ nợ. Thì ra là vậy. Nhưng mà công việc chủ bút gì của em nói đó, người ta trả lương bao nhiêu, làm sao đủ số tiền anh cần? Anh lo em bị người ta lợi dụng. Mai này em đi gặp ông Thái Dương. Nếu như điều kiện thỏa thuận xong, em sẽ xin ổng ứng trước cho em mấy tháng lương. Ông Thái Dương? Anh có quen hay sao? Hạng anh hay chợ lúa chổng. Ổng là điền chủ lớn ở Rạch Giá đó. Sao mà em gặp được ổng? Cô muốn dạy học hay muốn làm báo? Cô muốn làm việc gì cô cứ nói thiệt đi. Tôi hứa chắc sẽ làm cho cô mãn nguyện. Dạ thưa, việc nào cũng được. Cô có dám lãnh làm chánh chủ bút một tờ nhật báo hay không? Xưa rồi tôi có ý muốn lập một tờ nhật báo chứ. Ngặt gì tánh tôi không được xiên. Giá lại tôi ghét cái thối mắng nộm, nên tôi sợ coi không khám. Nếu cô bằng lòng lãnh trách nhiệm chủ bút và quản lý thì tôi sẽ lập cho cô coi. Dạ, tôi mới ra khỏi nhà trường, tôi sợ không đủ tài đủ trí mà làm việc lớn lao như vậy. Làm lần lần rồi cũng quen, không có khó gì đâu. Tôi thấy có người học ít xỉn à, mà họ làm tôi cũng rình rần rủ rủ lắm đó. Dạ, ông có lòng chiếu cố. Thiệt em cảm ơn ông hết sức. Nhưng mà xin ông cho phép em suy nghĩ ít bữa, rồi em sẽ trả lời cho ông sau. À đây, cô cầm tấm danh thiếp của tôi. Cô cứ suy nghĩ và trả lời. Hoặc cô lại nhà tôi trả lời cũng được. Anh Hoàng. Anh Hoàng. Anh đang nghĩ gì vậy? Thiệt cực cho em quá. Anh thiệt không dám nhận số tiền lương tạm ứng của em. Anh đừng nghĩ ngợi nhiều. Em chỉ cần anh bỏ chuyện cờ bạc, tu tỉnh làm ăn. Em không giận anh sao? Nếu mà giận á, em đã không ngồi lại với anh. Ai mà không có lúc làm sai. Cần á là biết phục thiện, biết hối hận chuyện mình đã làm. Vậy
anh không về Vĩnh Long nữa. Sau chuyện này, anh sẽ đưa cha qua nhà gặp má em, để người lớn hai bên biết nhau. Bữa nay được nghỉ hay sao mà ghé tôi vậy? Dạ. Mình qua bên kia đi. Cô ba bỏ đi rồi anh. Có một người đàn bà thôi mà chú giữ cũng không được. Nè, tôi không có đi kiếm giúp chú đâu nha. Chú tự đi mà kiếm. Anh à, đừng ghẹo em nữa. Ngồi đi. Uống cà phê sáng với tôi nha. Dạ. Nhỏ à, pha cho chú An ly cà phê con. Sao, kể cho tôi nghe coi. Chú chọc gì mà cô giận bỏ đi vậy? Cô còn viết lá thơ để lại cho tôi nữa nè. Thưa anh em, cho em gọi bằng anh, vì tiếng gọi thầy nghe xa lạ quá. Anh em ơi, từ ngày được anh cứu giúp, em thấy cuộc đời em như được dở sang trang mới. Nếu ngày đó anh không ra tay nghĩa hùng, thì giờ này chắc em đã nằm dưới đáy sông rồi. Chiều nay khi đi về nhà anh, em muốn đi bộ để được nói chuyện nhiều với anh, được nghe anh kể về thời thơ ấu của anh. Em xúc động lắm. Em biết chân tình của anh là muốn em nuôi cái hy vọng cuộc đời em sẽ được đổi thay. Ủa, cô ba, cô đi đâu đây? Tôi á, đặt mai tặng thầy miếng áo sơ mi, hôm nay đi lấy về. Quần áo tôi đâu có thiếu gì đâu cô. Nhưng mà tôi thích tặng thầy. Tôi nói thiệt mà, tôi không có cần thêm áo sơ mi đâu. Thầy cô mai cho cô mến đi. Thầy có cần từ chối tôi phủ phàng vậy không? Nếu thầy không nhận mấy cái áo sơ mi này, tôi dọn ra chỗ khác ở. Sao lại dọn đi? À, tôi hiểu rồi. Cô ngại ở chung nhà với tôi đúng không? Không phải là tôi ngại ở chung nhà với thầy, mà chính thầy ngại ở chung nhà với tôi. Tới mấy cái áo sơ mi mà tôi mai tặng mà thầy cũng không chịu nhận, thầy chê tôi đúng không thầy? Sao thầy không chịu trả lời tôi? Thiệt ra tôi đâu có ngại gì đâu cô ba. Vậy thì thầy cầm đi. Tôi có chuyện, tôi phải quay về sở thùng cảnh. Cô ba về nhà đi. Nhưng anh An ơi, vẫn rất hèn hạ. Nhưng em không làm sao nghĩ ra được cái diện cảnh được làm người tử tế ở đất Sài Gòn này. Nay em tạ tội với anh mà đi. Em sẽ tìm một nơi không ai biết đến gốc tích của em. Em xây dựng lại đời mình, kính mong anh thông cảm. Anh cho em kính lời cảm ơn Trạng Sư Sư. Ơn của Trạng Sư, em nguyện sẽ có ngày đáp tạ.
xót xa quá. Bi lụy quá. Ruột gan tôi đang rối bời, anh còn chọc tôi nữa. Tôi lo là không biết cô ba có nghĩ quẩn rồi làm chuyện dại dột không. Chứ đừng có rầu, cô ba coi vậy á, nhưng tánh của cổ cương liệt mạnh mẽ lắm mà. Tôi thấy cổ yếu đuối thì có. Cổ á thì chỉ yếu đuối với chú thôi. Người phụ nữ mà có cá tánh á thì chỉ tỏ ra yếu đuối trước người mà họ yêu thương. Cũng có lý đó. Nhưng vì đó mà cô chịu tôi. Thôi, chú đừng có làm bộ nữa. Rõ rành rành như vậy á mà còn hỏi đố. À, còn chuyện anh với cô Cúc sao rồi? Chỉ mong ông Dương đồng ý mở tờ nhật báo cho mình. Mình sẽ bỏ hết thời gian, sức lực làm cho tờ báo có nhiều độc giả, vừa giúp ông Dương có được danh tiếng tốt, vừa thỏa được cái mộng danh chương của mình. Thằng bếp đi đâu mất từ hồi trưa cho tới bây giờ chưa về. Còn thằng Bồi thì tôi mới sai nó đi mua đồ. Ở đất Sài Gòn này khó lắm, phải khép cửa luôn luôn mới được. Ông kỹ lưỡng quá. Có ông ở nhà thì ai dám vô đây lấy đồ mà ông sợ. Tôi ở trên lầu á, chứ ít khi ở tầng dưới. À, bữa hôm cô về, cô có thuộc chuyện gặp tôi cho bà Phán nghe hay không? Dạ thưa, có. À, bà Phán có nói bà biết tôi hay không? Dạ thưa, má em nói không nhớ. Bởi vì cha em hồi trước làm việc nên quen biết nhiều người, má em không thể biết hết cho được. Hôm trước á, tôi cũng có nói, nhưng mà chắc bà Phán không biết tôi. Bởi vì á, tôi quen với ông Phán nhiều, xong á, tôi không có dịp gặp được bà Phán. Dạ. Xin mời cô. Mời cô ngồi. Mời cô hút đi thuốc. Em không dám. Thổi này em không biết hút thuốc. Thuốc ăn lê nhẹ mà lại thơm nữa. Nên dễ hút lắm, không sai đâu mà cô sợ. Cảm ơn ông. Thiệt là em không biết hút. Dữ không? Bữa nay mới gặp mặt được thầy. Mấy bữa nay tôi bệnh, nằm bếp ở nhà thằng bạn. Mày có hay tao bị thua kiện không? Mà sao cha dở vậy? Để thằng xe kéo thắng kiện. Hay cỡ nào, gặp Trạng Sĩ Sương cũng thua thôi. Sương là tên nào mà tài giỏi vậy? Nghe nói thằng Trả học bên Tây về. Thôi, tôi có công việc phải đi bây giờ đã.
sao bữa nay nó không moi tiền mình ta. Chắc trời sắp bão quá.